Arabic của chị này lại là chuyện đây. Đầu tiên là cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Vóc Dáng Hoàn Hảo cũng như là ủng hộ Selena trong những cái bài tập. Thì với bài Arabic thì Selena cố gắng là cứ 2-3 ngày là mình sẽ có một bài, nhưng mà do thời gian khá là hạn chế bởi vì mình còn phải đi làm ấy, cho nên là cái thời gian quay bài tập lớn, bài tập mà được quay chụp chuyên nghiệp á, thì nó phải là khoảng 2 tuần thì mình mới có một bài. Còn nếu bài tập ở trong các lớp tập thì mình tranh thủ mình quay trong lúc mình tập luôn, thì khoảng 2-3 ngày thì mình sẽ up một bài. Thì những cái bài đó mình có thể thay đổi để cái trong quá trình tập mình đỡ nhàm chán. Cái thứ hai nữa là nhạc của mình nó thay đổi làm cho mình gọi là có hứng thú hơn trong quá trình tập ấy. Còn về những cái bài tập mà về từng bộ phận trên cơ thể thì trong kênh Vóc Dáng Hoàn Hảo của Selena mình có chia ra sẵn. Thì cái tập bài aerobic mình nhớ kết hợp luôn tập những cái bài khác trong bộ phận, chia từng bộ phận cơ thể. Ví dụ như là như mình á, là một tiếng đồng hồ mình tập á, là sẽ là 30 phút nhảy bài aerobic, 15 phút tập bài chuyên về phần eo là bài nghiêng lưng trái.